Vâng, xin chào các bác ạ. Hôm nay thì em sẽ có một cái clip vui vui để thử âm thanh từ phát ra từ những cái cốp của từng chiếc xe ở trong bãi ạ. Để xem các dòng xe thì sẽ phát ra âm thanh như nào khi mà mình gõ thử lên cốp của xe ạ.